Chào các em học sinh đến với chuyên mục học toán cơ bản và nâng cao cùng với thầy trường. Thế thì ở lớp 2 thì các em bắt đầu học chương trình sách giáo khoa mới mà trên toàn quốc chúng ta thì có 3 bộ sách giáo khoa. Đó, 3 bộ sách giáo khoa, mỗi một nơi học một bộ khác nhau. Thế thì thầy giáo đã bỏ ra rất nhiều thời gian để tổng hợp kiến thức cơ bản và nâng cao của cả ba bộ sách giáo khoa này. Thế và thầy giáo dành cho là mỗi một tuần có 3 buổi thầy giáo sẽ dùng 3 video để giúp các em ôn tập củng cố lại kiến thức cơ bản các em đã được học ở ba bộ sách này. Đồng thời thầy giáo sẽ mở rộng bằng các bài toán nâng cao, bài toán phát triển năng lực để các em được luyện tập nâng cao. Sau đó ở dưới video cuối của tuần thầy giáo sẽ để một cái đường link đấy trong đó có phiếu bài tập các em nhờ bố mẹ tải về hoặc là chụp lại để chúng ta luyện tập thì đây chính là cái video đầu tiên thầy giáo muốn trao đổi với các em uh, các cái nội dung như vậy và thầy giáo cũng lưu ý là các em hãy nhờ bố mẹ đăng ký kênh youtube của thầy Nhấn vào hình cái chuông và chia sẻ cho nhiều bạn khác cùng xem. Thế thì bây giờ chúng ta bắt đầu vào video đầu tiên của tuần thứ nhất này, mời các em. Ở video đầu tiên này thì thầy giáo sẽ giúp các em ôn tập kiến thức về số và chữ số trong phạm vi 100 mà ở lớp 1 các em đã được học. Thế thì để học bài cùng với thầy giáo thì thầy giáo yêu cầu các em lấy giấy ngáp ra Thế thì giấy ngáp Ví dụ như đây Là thầy giáo tận dụng các cái tờ giấy Đã viết chữ rồi Đó, cái phần nào trống Thì thầy giáo sẽ dùng Còn các em học sinh thì các em có thể lấy Các cái tờ giấy hoặc là các cái quyển sách Viết dở Các em lấy các cái tờ còn trắng đó Các em dùng làm giấy ngáp đó, Thầy giáo lưu ý như vậy Thế thì bây giờ chúng ta bắt đầu Từ bài 1 các em đọc đề theo thầy nhé. Bài 1. Cho dãy số 1 23 46 19 2 điền số thích hợp vào chỗ chấm. A. Dãy số trên có chấm chấm số. B. Dãy số trên có chấm chấm chữ số. Đó sau khi các em đọc đề một lần rồi thì thầy giáo yêu cầu các em là các em tìm xem bài toán cho biết cái gì và yêu cầu chúng ta làm gì đó hai câu hỏi đó các em tự hỏi khi các em đọc xong một đề bài và khi mà chúng ta hỏi thì chúng ta sẽ đọc lại và xác định xem bài toán cho biết gì Thế thì ở đây ngay từ câu đầu tiên cho dãy số dãy số có nghĩa là nhiều số gồm số 1 số 23 số 46 số 19 số 2 đó đây là cho một dãy số như thế này và bài yêu cầu làm gì làm là điền số điền số thích hợp vào chỗ chấm chỗ chấm đây A là dãy số trên có bao nhiêu số Thế có nghĩa là người ta hỏi xem là bao nhiêu số B đây là phần A này Phần B thì người ta hỏi bao nhiêu chữ số Đó bao nhiêu chữ số Thế như vậy thầy giáo đã xác định được Bài cho biết là người ta cho một cái dãy số này Để cho biết Và bài yêu cầu người ta là điền Xem là có bao nhiêu số và có bao nhiêu chữ số. Đó. Thế thì các em thấy phần A và phần B có một cái câu hỏi khác nhau là phần A thì hỏi bao nhiêu số còn phần B thì hỏi bao nhiêu chữ số. Đó. Thế để làm được bài này thì các em phải có cái khái niệm hoặc là các em phải hiểu số là thế nào chữ số là như thế nào. Thế thầy giáo ví dụ như số 23, số 23, đọc là 23. Nhưng cái số 23 này được viết bằng chữ số, đó, chữ số 2 và chữ số 3. Thế như vậy, các em hiểu chữ số, đó, là một cái ký tự Người ta dùng từ 0 1 2 3 4 đấy đến 9, người ta dùng các cái chữ số này để viết thành các cái số. Ở đây là dùng hai chữ số 2 và 3 để viết thành số 23. Còn số 1 thì người ta chỉ dùng một chữ số. Đấy, 1 thì người ta chỉ dùng một chữ số một chữ số, một chữ số một thôi. Thế khi các em hiểu như vậy rồi, thì bây giờ các em sẽ điền vào cho thầy giáo. Thứ nhất, số. À, thì các em hiểu một là một số, hai mươi ba là một số, bốn mươi sáu là một số, 19 chín là một số, hai là một số. Như vậy chúng ta có một, hai, ba, bốn, năm số. Chúng ta điền số năm. Đó. Còn bây giờ người ta hỏi là chữ số thì các em hiểu một có một chữ số, 23 có hai chữ số. Như vậy chúng ta sẽ đếm 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, 7 này, 8. Như vậy chúng ta có 8 chữ số. Đó. Thế thì ở bài 1 các em đã hiểu số và chữ số như thế nào? Và các em hiểu có những số thì người ta viết bằng hai chữ số thì người ta gọi những cái số đấy là số có hai chữ số. Còn số mà được viết bằng một chữ số, ví dụ chữ số 1, à số 1 và số 2 này thì người ta gọi là số có một chữ số. Thì các em lưu ý cho thầy giáo cái kiến thức này. Thế đấy là phần bài 1 nhá. Bây giờ chúng ta sang bài 2. Đó, bài 2. Bài 2 thì người ta yêu cầu như sau, các em lại đọc đề theo thầy. Bài 2 hoàn thành bảng sau theo mẫu. Cái bảng này thì các em thấy là một cột là số gồm, một cột là viết số, một cột là đọc số. Thế thì ở đây chúng ta xem phần mẫu, phần mẫu số gồm hai chục và 8 đơn vị. Thế thì viết là 28 và chúng ta đọc là 28. Đó. Thế còn bây giờ bài tiếp tục yêu cầu là gì? bốn chục và bảy đơn vị chấm 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 có nghĩa là chúng ta phải viết bốn chục và bảy đơn vị thì viết thành số nào và đọc nó như thế nào thì đấy sau khi đọc bài số 2 thì thầy giáo biết được là bài 2 người ta cho các cái cột như thế cho mẫu như thế và cho cái số này như thế số gồm hoặc là người ta cho đọc trước hoặc người ta cho số trước Bây giờ các em phải điền tiếp vào chỗ chấm. Đó. Thì sau khi xác định được như thế rồi thì chúng ta bắt đầu thực hiện. Dòng thứ hai 4 chục và 7 đơn vị. Đó. thì bên trên là 2 chục và 8 đơn vị thì các em hiểu 2 chục đứng ở hàng chục là 2 chục, còn 8 đứng ở đơn vị là 8 đơn vị. Đó. đọc là 28. Thế còn 4 chục thì đương nhiên là 4 chục phải đứng ở hàng chục. Còn 7 đơn vị thì ở hàng đơn vị và trong trường hợp này thì chúng ta đọc như thế nào bốn mươi bảy đó thì các em lưu ý như thế cho thầy giáo thế thì ở đây các em lưu ý cho thầy giáo là gì <laughs> lưu ý cho thầy giáo là khi đọc chúng ta không đọc là 47 mà đọc là 47. Đó. Tiếp tục dòng thứ ba, dòng thứ ba thì người ta lại cho bên đọc số là 63. 63 thì các em sẽ hiểu là có 6 chục và 3 đơn vị. Như vậy chúng ta viết số là 63. Và ở bên này cấu tạo của nó là các em thấy có 6 chục thì chúng ta viết là 6 chục. và ba đơn vị đó dòng tiếp theo người ta viết số 45 thì bây giờ chúng ta điền là trong cái số 45 này thì có bao nhiêu trục và bao nhiêu đơn vị thì các em nhớ cho thầy giáo hàng đơn vị là 5 hàng là trục là 4 như vậy chúng ta có bốn trục và 5 đơn vị Thế và trong trường hợp này chúng ta sẽ đọc là 40. Đó, 40. 5. Đó. Thế thì một số bạn sẽ thắc mắc hỏi thầy giáo là tại sao lại viết 45 đấy chứ không phải là 4 10 5. Đó, tại sao viết là 45 mà không viết là 45. Thế thì các em lưu ý cho thầy giáo. Cái chữ số 5 mà đứng ở hàng đơn vị này. Đấy, có trường hợp thì người ta lại ghi là 5. Có trường hợp thì ghi là 5. Và trong trường hợp 45 này, tại sao lại ghi là 5 mà không ghi là 5. Mặc dù chữ số là chữ số 5. Đó. Thế thì các em lưu ý là khi mà chúng ta viết 40 năm Thì người ta lại hiểu là chúng ta có 40 năm Đấy, 40 năm tức là giống như 40 tuổi ấy đấy, Người ta hiểu như thế Thế thì lại hiểu thế này thì không phải là số 45 Cho nên là để tránh cái hiểu nhầm lẫn đấy, Tránh cái hiểu nhầm lẫn như thế này Thì người ta sẽ viết là 5 bằng L để Các em lưu ý cho thầy giáo cái điều này Rất nhiều bạn hay bị sai ở cái chỗ này nhá Đó Bây giờ chúng ta sang bài số 3. Bài số 3, các em đọc đề theo thầy. Bài 3, điền dấu nhỏ hơn, lớn hơn, bằng vào chỗ chấm. 9 12 34 34 0 1 vân vân. Đó. Thế thì uh, sau khi đọc như vậy xong thì các em thấy là bài toán cho biết gì? Cho biết là các cái số này và giữa các cái số này có cái dấu chấm. Đó. Và yêu cầu làm gì? yêu cầu là chúng ta điền cái dấu nhỏ hơn, lớn hơn và bằng này vào. Thế thì các em hiểu điền cái dấu nhỏ hơn, lớn hơn, bằng này vào chấm chấm chính là chúng ta đi so sánh các cái số này. Thế thì muốn so sánh thì thầy giáo lưu ý thế này. Thầy giáo lưu ý từng phần một nhá. 9 chấm chấm 12 thì vậy số nào lớn hơn? Thế thì các em nhớ cho thầy giáo. Số 9 là số có 1 chữ số, số 12 là số có 2 chữ số. Cho nên số có 1 chữ số bao giờ cũng sẽ nhỏ hơn số có 2 chữ số. Đấy là là điều đầu tiên thầy giáo lưu ý. Thứ hai là 34 và 34 thì các em hiểu là 34 có 2 chữ số. 34 bên này cũng có 2 chữ số. Đó. Và chúng ta thấy hàng chục là 3. Bên này cũng là 3, hàng đơn vị là 4, bên này cũng là 4. Như vậy, cả hàng chục hàng đơn vị giống nhau thì chúng ta điền dấu bằng. Tiếp tục 0.1 Đó. Thế thì các em uh, ôn lại trong uh, sách giáo khoa của các em ấy thì cái bảng các số từ 1 đến 99, từ 1 đến 100 chứ lại không xuất hiện số 1. À không xuất hiện số 0. Thế thì ở đây thầy giáo đưa cái số 0 này vào thì các em lưu ý. Số nhỏ nhất đầu tiên phải là số 0. Xong thì viết đến 1, xong đi đến 2, xong đi đến 3. Đó. Thế thì trong trường hợp này cùng là số có một chữ số nhưng mà số 0 đứng trước số 1. Đó, trong dãy số. Thế thì hoặc là không mà thêm vào 1 thì viết bằng 1. Như vậy là không phải nhỏ hơn. Đó. Ở trong trường hợp này, 54 và 60. Thế thì các em hiểu 60 chính là 54 đây. 60 chính là 60. Mà đã là 60 là số có 2 chữ số. 54 số có 2 chữ số. Thì các em so sánh hàng chục. 5 và 6. Các em thấy 5 nhỏ hơn 6 cho nên 54 sẽ nhỏ hơn 60. Đó. Các em lưu ý cho thầy giáo cái cách so sánh như vậy nhé. Tiếp tục 23 và 32. Thế thì các em thấy hai số này đều có hai chữ số. Thì chúng ta so sánh hàng chục. 2 và 3. 2 nhỏ hơn 3. Cho nên chúng ta viết dấu nhỏ hơn. Một chục và 10. Một chục tức là 10. 10 cũng chính là 10. Cho nên trong trường hợp này sẽ là bằng nhau. Đó. Thì đây là video đầu tiên thầy giáo làm để giúp các em học sinh lớp 2 học toán phù hợp với cả ba bộ sách giáo khoa hiện nay đang lưu hành trên toàn quốc. Kiến thức thầy giáo là kiến thức tổng hợp các cái kiến thức mà các em học trong ba bộ sách giáo khoa đó. Cho nên bạn nào cũng có thể học được. Và thầy giáo muốn là các em thấy phù hợp thì bảo bố mẹ đăng ký kênh video của thầy. Nhấn vào nút thích và nút có hình cái chuông để theo dõi. Thế và dưới cái video cuối cùng của tuần, thầy giáo để một cái đường link trong đó có chứa phiếu bài tập. Các em bảo bố mẹ nhấn vào cái đường link đó để tải cái phiếu bài tập về, in ra và để cho các em luyện tập. Thế thì đây là video đầu tiên cho nên thầy giáo chúc các em lớp 2 một năm học mới sẽ có nhiều tiến bộ và học tập thật tốt. Video đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại các em ở video tiếp theo. Xin chào.